Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm bò tót nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu con lợn này các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình này. Sản phẩm cô phục vụ nha các bạn. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Sản phẩm con lợn này. Video con bò của mình kết thúc nha, cùng chào tất cả các bạn. Đây là sản phẩm con tót của mình cũng đã kết thúc rồi, màu xanh rất dễ đẹp này các bạn. Giá bao xanh mình cũng đã kết thúc video, chào cùng chào tất cả các bạn. Đây sản phẩm cô gái phục vụ của mình cũng đã kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô cuốn con béo. Bây giờ mình sẽ tô mỏ bạn em.
Chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô quần ní cho bạn xem nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm chiến sĩ dạng lửa nha. Còn bên này mình sẽ tô màu sản phẩm con sò, các bạn hãy chờ đón nha. Bên này nữa mình sẽ tô màu nữ bác sĩ cho các bạn xem này. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Sản phẩm chiến sĩ dập lửa của mình đã xong nha. Nữ bác sĩ này mình cũng đã xong. Con sò này mình cũng đã xong.